Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi nhận được một cái nội dung của một cái vụ việc của một cái anh ở một cái tỉnh ở Tây Nguyên, về cái nội dung rằng anh cho rằng là trong cái quá trình mà mâu thuẫn giữa cái cuộc sống thường nhật thì cái người tôi cứ cho là ông A đi, ông mất một cái tài sản. Và khi ổng mất một cái tài sản thì ổng lại có những hành vi là nghi kỵ cái vị khách hàng này. Và cái nghi kỵ thì cứ ổng thấy cái vị khách hàng này ở đâu, ví dụ như trong đám giỗ, đám cưới hay là quán cà phê ở đâu, thì ổng lại xúc phạm, ổng nhục mạ, ổng cố gắng, ổng cho rằng là chính anh này là nguyên nhân trong cái việc mất cái tài sản của ông. Nó thẳng là một cái thằng ăn cắp đó quý vị. Tuy nhiên là con người mà, nếu trong trường hợp một ai đó bị xúc phạm, một ai đó bị nói oan, một ai đó bị vu khống, thì dĩ nhiên mình có được cái phản ứng, cái thái độ của quý vị. Và cái sự kích động, sự kích động không phải là một lần, kích động một lần, hai lần, ba lần và năm lần thì dẫn đến cái việc là cái anh khách hàng này anh đã có hành vi là ném cái chai vào cái ông A, dẫn đến ông A bị tỷ lệ thương tật là 7%. Các cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án đã ban hành kết luận điều tra, cái cáo trạng và sắp tới đây là bản án để truy tố anh về cái hành vi cố ý gây thương tích. Nhưng tôi cho rằng ở đây là một cái hành vi kích động mạnh. Kích động là gì? Kích động là có thể là kích động một lần, cũng có thể là kích động 10 lần. Ông A ông đã kích động, ông thấy anh ở một cái quán cà phê, ông đã nói ê mày là thằng ăn cắp. Ông thấy anh ở quán nước, quán cơm, anh nói tụi bay xem nha, thằng này là thằng ăn cắp. Ông thấy anh khách hàng này ở cái đám giỗ thì anh nói ê tụi bay xem nè, thằng này là thằng ăn cắp tài sản của tao. Một con người mà quý vị, nếu sống trong một cái xã hội mà đặc biệt nếu trong trường hợp cái uy tín của mình không có thì không làm gì được cả, bực không quý vị? Rất là bực. Nếu trong trường hợp mình ăn cắp thì mình không nói gì, mình không phải làm ăn cắp, mình bị vu khống, mình bị, thì cái sự kìm nén, tôi cho rằng cái sự kìm nén nó sẽ dâng lên tột độ. Và ngày hôm nay thấy mặt cái anh cha A này là vậy, ngày mai ngày mốt rồi tiếp tục như vậy, thì cái sự kích động dẫn đến cái hành vi gọi là cố ý gây thương tích. Còn nếu như trong trường hợp cho rằng cái ly đó là cái hung khí, không phải. Những cái hung khí như là con dao, cái cây, những cái vật. Và tôi cũng đã tư vấn cho anh rằng anh hãy cố gắng ra tòa để chứng minh cái việc, cái lỗi của ông A. Ông đang miệt thị anh, miệt thị cả dòng họ, cả một cái con người không thể chịu được một sự xúc phạm về danh dự nhân phẩm. Hy vọng bởi vì anh bị kích động từ lỗi của ông A dẫn đến cái hành vi cố ý gây thương tích. Và tòa ơi, tôi cho rằng đây không phải là tội danh cố ý gây thương tích, mà đây là tội danh cố ý gây thương tích.
trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Tôi sẽ chứng minh cho Thọ thấy một cái tình trạng kích động mạnh của tôi là như thế nào. Nó đây không phải là lần đầu tiên tôi và ông A đã gặp nhau. Và đây là lần thứ 5, thứ 6, thứ 10. Con người ai cũng có cái tâm trạng, ai cũng muốn được khen là tốt. Tuy nhiên cái ông gặp mặt tôi là ông chỉ là tôi là cái đứa lấy đi tài sản của ông. Và chẳng những ông chửi tôi mà ông chửi cả luôn dòng họ, công ty, họ hàng. Thì thử hỏi, nếu trong trường hợp một người nào đó dù có hiền đến mức độ nào thì họ vẫn cứ phải biểu tỏ cái thái độ, cái hành vi. Và chính vì tôi bị kích động mạnh, kích động làm nhiều lần, dẫn đến cái việc tôi đã sử dụng. Có những lúc tôi kìm nén được và có những lúc tôi không kìm nén được. Và đây, cái việc mà sử dụng cái ly để mà chọi con ổng là cái việc là tôi không kìm nén được. Tôi xin tòa án cho tôi đây là trường hợp lỗi của ông A, lỗi kích động tôi, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của tôi, xúc phạm cả cái dòng họ nhà tôi. Và những cái nhân chứng mình có thể mời lên để thấy rằng những lần nào đó ông A đã xúc phạm mình. Và tôi hy vọng rằng với cái kiến thức này sẽ gửi đến cho anh để anh tự bảo vệ mình trước tòa án. Tôi là bị kích động do hành vi trái pháp luật. Anh A, anh đã chửi, đã xúc phạm danh dự nhân phẩm của tôi, dẫn đến cái sự kìm nén trong tâm trí của tôi không còn. Và khi tôi không có thì tôi dẫn đến hành vi là quăng cái để làm gây thương tích cho anh. Thưa quý vị và các bạn, một cái thông điệp của trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, như những lần khác tôi nói, có những luật sư ở thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội và một số thành phố khác, họ có những cái điều kiện họ tiếp cận với luật sư. Còn một số trường hợp khác thì những vùng sâu, vùng xa, thậm chí họ có tiền đi chăng nữa họ cũng không có thể thuê mướn hoặc mời luật sư, hoặc thậm chí những điều kiện rất là khó khăn họ cũng không thể mời luật sư. Sáng nay tôi có một cái tư vấn, anh bảo với tôi như thế này. Khi mà luật sư kết nối được với tôi rất là mừng. Vì những lần tôi điện thoại lên tổng đài hoặc điện thoại lên gì đó thì tôi nói tôi bỏ vào 50.000 đồng. Và khi tôi nói chưa hết một cái câu chuyện thì nó đã hết tiền. Cũng may mắn là trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, chị đã cho tôi một cái cơ hội để trải lòng. Và tôi bảo rằng là thật ra thì tôi cũng rất là nhiều việc. Tuy nhiên tôi giúp anh, anh cứ kể cho tôi nghe một cái giai đoạn từ 8 giờ sáng tới 9 giờ sáng. Vào giờ đó có thể tôi bận công việc tôi không nghe, nhưng quý anh chị và các bạn nếu cần thì hãy gọi vào giờ đó, tôi sẽ tiếp. Bất cứ ai kể cho tôi nghe câu chuyện pháp lý mà gia đình mình đang vướng bận, và tôi nói thật, tôi sẽ giúp quý vị anh chị. Những cái vướng bận về pháp lý mà chúng ta, gia đình chúng ta không biết hỏi ai. Và tôi tin rằng với cái kiến thức cũng như cái tâm của cái nghề, tôi sẽ giúp. Tội cố ý thân tích sang cái tội cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Em xoáy cho tôi đúng một tư tưởng nha, đó là ông A, ông đã có lỗi trong việc chửi em, mắng em là người lấy tài sản, mắng em là thằng ăn cắp. Cái tần suất mắng nó dày đặc, và đến lúc mà đó em không tự kiềm chế bản thân mình, cho nên em đã
có cái hành vi gây thương tích ra cho ông. Em lục lại trong cái list cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, và em sẽ đi coi lại rất là nhiều lần. Với cái video này có những cái phản ứng đối với thông cảm cho em vì lý do như thế nào em dẫn đến hành vi cố ý gây thương tích cho ông A. Hy vọng rằng một cái phép màu đối với em, và nếu em đủ năng lực chứng minh và em hãy tin rằng tòa án sẽ có những cái phán quyết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tôi cho rằng là chỉ một cái thông điệp thông qua cái tư vấn của một khách hàng, tuy nhiên qua cái thông điệp này tôi muốn trải lòng hết tất cả quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn hiểu được thêm những cái quy định pháp luật về hình sự đối với cái tội cố ý gây thương tích và cố ý gây thương tích trong tình trạng tinh thần kích động mạnh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.